bắt đầu xem tác phẩm của thầy mình mới làm xong thì hụt hết cả xem nào 3 tiếng lên một tác phẩm là một cái bông hoa rất nhiều bông và một em rất là xinh, chân thì dài. Đó. Vâng, đây là chủ nhân của tác phẩm thầy mình giao cho các cái. Và những học viên là rất là chăm. Ơ. Gì thế? Mày làm gì vậy? Không biết có xảy ra vấn đề không. Ừ. 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 Ừ.